Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nét Đẹp Vùng Cao của mình. Để hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món cơm lam của người Thái. Đây này, đây là cái bụi tre mình đang quay này, này là để dùng để chuyên làm cơm lam nha các bạn nhé. Nhưng mà mình cũng không biết đây là cây tre gì nữa. Tiếng Thái của mình gọi đây là cây bắc ngá các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ tắt máy và đi chặt về nhà làm cơm lam để cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đây này các bạn, là mình phải gọt cái đầu của này nó đi này để cho đúc mình bỏ gạo vào còn dễ dàng hơn. Đấy, giờ mình sẽ gọt nó đi. Đây làm như thế này là ok đấy các bạn. Đây nha các bạn nhé, đây là mình sẽ làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ống cơm lam. Đây, gạo này mình đã chuẩn bị xong hết rồi nha các bạn nhé. Đây, mình sẽ tiến hành bỏ cho gạo vào những cái ống này nha các bạn nhé. Đây được từng này các bạn. Đấy. Thì mình cho những cái ống cơm lam vào xong rồi nhá. Thì cho gạo vào xong rồi. Đây, còn từng này. Đây. Gạo này thì mình phải dùng cái gạo nếp nó mới thơm. Nếu mà ai có gạo nếp nương thì càng ngon hơn. Đấy. Toàn là gạo nếp đấy các bạn. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành cho nước vào các bạn ạ. Mình để cho nước vào từng ít một, kiểu sợ nếu mà mình đổ một phát ấy nó sẽ gạo trong này sẽ tràn ra ngoài. Đây nha các bạn nhé, đây là mình để làm cái ống cơm lam bằng màu gì mình không biết, hình như màu tím. Đây, mình luộc cái lá này mà mình cũng không biết tiếng thông gọi là gì luôn. Thái gọi là có hộp cắm các bạn ạ. Mình sẽ luộc lấy nước của nó, khi nào luộc nó luộc xong rồi mình sẽ vớt ra lấy cái nước của nó. Đây các bạn, mình đã bỏ xuống rồi. Bây giờ tí để cái nước này nó nguội nguội đi một tí rồi mình mới cho nước này vào trong ống cơm lam đấy các bạn. Đây. Thì mình chờ cái nước này nguội thì mình sẽ bớt những cái này ra. Rồi, khỏi quá.
Đây các bạn, mình cho nước vào rồi để tầm 2 đến 3 tiếng nữa là cho đến lửa được rồi. Đây. Ok, tí mình để tí mình sẽ lốt cho các bạn nhé. Đã ngâm tầm được 2 3 tiếng rồi. Giờ sẽ cho đến lốt. Cho đến mình. Lửa hơi bé. Lửa này bé quá. Này. Đây, những mùa đông lạnh giá thế này thì anh em người thân thì quay quần bên vết lửa thế này làm cơm tam rất là ngon, tuyệt vời lắm các bạn ạ. Đây này, đây là bọn mình phải bịt cho nó không để hơi nước nó thoát ra ngoài nó mới chín các bạn ạ. Bịt tí thế này nha các bạn nhé. Phong phải chặt ra để hơi nước nó thoát ra ngoài các bạn, nó mới chín. Để cho nó hở ra một tí thôi anh ạ. Đấy. Hình như lúc họ giá như thế này ấy, phải có một câu niệm chú gì đấy, thần chú gì đấy để cho nó ngon. Thế sao ấy? Đấy, đấy, ón nhiều ấy. Đấy. Úi giời ơi, lửa to thế. Cháy hết rồi. Mình để cho bên dưới đi. Tuyết căng đấy. Mùa lông này phải có tuyết đấy. Tuyết trong nhà. Quá đậy. Đây con mèo ngồi cạnh em Minh kìa. Buồn ngủ ơi. Đấy. Đụng vào nó phát xem nào. Nó quá lạnh rồi. Đây các bạn, mình để ở bên dưới này. Để cho nó chín các bạn. Cái nào gần chín mình bỏ xuống. Đây những chỗ lên này là chín rồi đấy. Đây, ở gần trên cái này sẽ chín. Bên này thì mình có mua một ít xiên để rán ăn các bạn ạ. Đây, em gái của mình đang chuẩn bị rán xiên nhé các bạn nhé. Cho cái này phải cho nhiều dầu cơ. Ấy, úi giời ơi. Nổ căng thế. Nổ căng thế. Quá căng. Nổ pùm pùm luôn. Đây, anh Phong còn mặc cái áo kia bị dầu bắn vào hết rồi. Cẩn thận đấy. Nhưng mà mùa lông này không sao, không nóng đâu. Đang nóng đây này. Đây. Bóc thử một cái. Con dao này căng thế nhỉ. Sợ đấy, nguy hiểm đấy. Đấy, bóc thử xem nó có chín chưa. Sợ nó chưa chín anh ạ. Chắc chín rồi.
NC nha. Cháy hết đấy, chỗ này. Đấy, anh Phong đang bóc. Mình có ăn hết túi xiên hay không? Mày chưa đủ đâu. Đấy, bóc xong rồi các bạn ạ. Mình chặt từng khúc, nếu mà ai ăn khúc nào thì mình bóc ấy. Kiểu nếu mà thừa thì mình vẫn để ngày hôm sau được. Đó, anh bóc ra thử xem nào. Nó chín chưa? Để mình cắt cơn trước này. Đấy, dạ. Em tưởng màu tím thì ra cái đầu của nó mình cho nước tím vào này. Ăn pha. Đâu, chín chưa? Mềm quá. Mình thả một miếng trước này. Đấy các bạn. Chín rồi nhỉ? Chín rồi. Chín rồi. Thơm quá. Mà cái này nếu mình có nếp nương thì thôi rồi. Ngon quá. Đây này. Nồi chiên khổng lồ của mình. Gái của mình đang rán, đang chiên. Thôi thử với. Cho mình thử miếng nha. Thử xem nào. Mình nếm thử cái món cháo lam của người Thái đấy. Đây anh bóc ra hết đi. Chắc là chín rồi đấy. Bóc cái tím tím chưa? Anh đây còn bố mẹ của mình thì đang lóng cà phê này các bạn. Năm nay thì mất mùa các bạn ạ, bị sương muối nó rơi vào cây cà phê chết hết. Năm nay thì mất mùa các bạn ạ. Đây cái nồi đầu nồi nhầm rồi cái nồi xiên. Sắp chín rồi, tí là ok rồi đấy. Đây xong rồi các bạn nhá. Đây. Đấy. Đây. Tím. Đây, màu tím này, đây, đấy. Xong rồi đấy. Quá là ngon rồi. Mình thì nhìn cái màu tím là bắt mắt nhất này. Được rồi đấy. Mời đi. Đây anh Phong này. Hôm nay xuống chơi. Đây à. Không có gì, làm cơm lam tiếp thôi. À. Đây uống một chén rượu để nó ấm người tí mới ngủ ngon được đấy. Thưởng thức thôi. Đây các bạn. Đây này. Mình ăn cái màu tím này. Đây cái của mình bóc ra này. Đây. Đây cái giấy của nó bọc này. Chắc lắm các bạn. Đây này, những cái này, cái này thì mình bóc luôn này, nhưng mà cái này thì mình còn định để ngày hôm sau, sợ mình không ăn hết đấy. Đây này. Đây, mời các bạn nhé. Mời mọi người nhá. Cảm chấm ớt. Cảm chấm ớt đấy. Đấy,
Cái này mình bỏ một ít muối vào để cho nó ngọt ngọt đấy. Nếu mà ai không thích thì có thể không cho vào muối. Đây còn là cái mình bóc này này, nó không còn giấy này, mình đấy ngón tay gọt gọt này, nó không có cái gì. Đây mình sẽ miếng cháy à. Chốt cháy thì mới ngon cơ. Em cũng có một miếng cháy. Hơi cháy cháy không cháy hẳn đâu. Vàng. Là mình mới chấm tương ớt ăn. Quá ngon. Hết một khúc này rồi. Giờ mình sẽ làm một cái xiên. Quá ngon. Đấy. Cái này mình không ăn hết được các bạn. Mình ăn cơm quá no rồi. Ăn mạnh vào. Mạnh quá rồi. Mình ăn nó đi. Này. No lắm rồi. Bảo mình đi mua sen về này, tưởng là sẽ ăn được nhiều quá. Chẳng phải bao lúc bán thì sợ không đủ ăn. Lúc đói. Ăn đi. Cơm lam này mình ăn cơm no quá rồi. Sáng mai đâu. Không thấy em thu, chả thấy gì vui. Bây giờ no quá rồi các bạn ạ. Giờ chắc là mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Thôi, nếu các bạn thấy hay thì like và share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.